Xin chào cô chú anh chị nhà đầu tư nha. Thì hiện tại em đang có mặt tại xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An đây. Đây cô chú anh chị. Thì chủ có gửi em bán một thửa đất nha. Thì cái thửa đất của mình ở đây là đất ruộng. Thì tổng cái diện tích của nó là được 12 mẫu nha, tức là 120 công đó cô chú anh chị. Thì cái mặt tiền của nó là từ cái vị trí người đứng đằng đó đó cô chú anh chị. Thì đi dài theo con lỗ đất này và qua tới cái nhà đằng kia. Thì mặt tiền là được 350 m. Thì mặt tiền tiếp giáp theo con kênh này thông ra ngoài kênh 79 đó cô chú anh chị. Thì cái con kênh này bề ngang là rộng khoảng 20 mét nha. Thì ghe lúa 100 tấn là mình đậu ngay đây, mình lấy lúa là mình lưu thông con kênh này rất là rộng rãi nha. Thì ở đây là kênh nước ngọt quanh năm, không hề có nước mặn nha. Thì cái hậu vô của thửa đất mình thì nó được là 390 mét, đất mình nằm ngay lưu gốc luôn, hai mặt tiền lộ và hai mặt tiền kinh nha. Thì mỗi một khuôn thì tầm 40 mét. Thì sẽ chủ sẽ đào một cái đường nước đây cô chú anh chị, để thuận tiện để mình bơm nước lên và mình khai ra. Như mình bơm nước lên đầu này và mình khai xuống đầu kinh đằng kia thì cũng khá là thuận tiện luôn đó cô chú anh chị. Thì ở đây chủ cũng đang sửa đất lại luôn, đang múc đường nước và đang đắt ra cho bằng. Thì ở đây chủ cũng đang cho thuê nha, chủ không có làm nha cô chú anh chị. Thì cái phần này là đã sửa xong nên cho thuê sửa lúa, còn cái phần bên kia thì đang sửa chưa xong nha cô chú anh chị. Thì cái giá tiền thuê đất ở đây thì tầm khoảng 15 triệu một mẫu. Thì như cô chú anh chị mình có mua được cái thửa đất này không có nhu cầu làm thì cứ cho bên em thuê lại và em sẽ bảo quản cho cô chú anh chị mình luôn, từ ganh gấp lấy tiền thuê cho cô chú anh chị mình. Thì cô chú anh chị ở xa thì yên tâm hơn nha. Và cái con lộ mà phía trước đất mình ở đây đó cô chú anh chị, thì chỉ xe máy xe ba gác mình đi được thôi nha. Thì cái bờ lộ này là bề ngang là khoảng là 4 mét nha, ô tô mình đi vẫn được luôn, nhưng mà do bị dướng cầu đằng kia với cây cầu xích lên là cái nhà đó đó cô chú anh chị, thì chỉ xe máy ba gác mình đi được thôi nha. Thì từ cái vị trí này mình ra tới tỉnh lộ 89 thì mình đi đường thẳng ra thì chưa đầy 1 km nha, còn mình đi ra tới quốc lộ 62 thì tầm khoảng là 10 cây. Thì đất mình là song song đối diện với tỉnh lộ 89 luôn đó cô chú anh chị. Từ Sài Gòn cô chú anh chị mình về đây thì mất khoảng là 100 km nha, còn thành phố Tân An Tiền Giang mình lên tới đây thì tầm khoảng là 60 cây đổ lại đó cô chú anh chị. Thì đất mình ở đây rất là đẹp luôn nha, đường nước chủ múc đường nước ở đây, đường nước tầm khoảng là 8 tấc đó cô chú anh chị. Thì ở đây thì chủ sẽ ngâm để lấy phù sa. Thì một chút xíu đây em sẽ bay cái ly cam lên cho cô chú anh chị mình tham khảo thêm ha. Thì còn cái giá tiền mà chủ cần bán đó thì giá là chỉ có là 85 triệu một mẫu thôi, thì giá là cũng khá là ok. Cô chú anh chị mình cứ muốn về đây mình xem đất hay mình gặp chủ để mình thương lượng giá, hay là cô chú anh chị mình cần số điện thoại chủ thì em sẽ cho luôn. Thì để cho cô chú anh chị mình gọi trước để thương lượng giá với chủ, ok thì mình hãy về đây mình xem đất nha. Thì đất đai ở đây thì em quay là thực tế chứ không hề em quay mà lô này mà em bán lô kia nha cô chú anh chị, nên cô chú anh chị mình cứ yên tâm nha. Rồi thì em sẽ bay cái bà lại cam lên quay toàn cảnh cái khu vực là 12 mẫu này cho cô chú anh chị mình xem, mình tham khảo nha. Thì cô chú anh chị mình quan tâm thì xin liên hệ với em qua số điện thoại là 0949 394 622 nha.